Ngày sáng nay, 24 tháng 8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu do Đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức trao tặng 200 suất quà cho đại diện chính quyền thị trấn Đông Hải để trao tận tay cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thị trấn Đông Hải, huyện Long Điền. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường, bột ngọt trao tặng cho bà con Long Hải. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và vận động nguồn ủng hộ của Mạnh thường quân. Với hoạt động hướng về người dân biên giới biển đảo, đặc biệt là các hộ gia đình tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đang thực hiện giãn cách tuyệt đối với phương châm ai ở đâu ở yên đó, nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực, chung tay cùng chính quyền địa phương kịp thời động viên, chăm lo đời sống cho nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19.